Các bạn thân mến, thì đây là sông Đắk Mla, kia là cầu Đắk Mla, là tôi hay đi câu cá đấy. Hôm nay là ở đây người ta hay thả bò, nên là tôi ra tôi nhặt một ít phân bò khô để về cho vào cái vườn rau, đặc biệt là cho vào cái rau cây mấy cây cà chua. Thì mời các bạn thôi thì trải nghiệm cuộc sống, thì mình cứ thế mình làm thôi. Thì ở khu vực đây là tôi cũng hay đi câu cá ở phía trên kia. Mà vừa hình ảnh câu cá tôi đã chèn các bạn xem. Thì nhặt phân bò thì đơn giản, thì tôi mang một cái xẻng này. Xẻng này là dạng xẻng bộ binh, xẻng của bộ binh. Sưu tầm được một cái xẻng này và một cái bì bì bóng. Thì nó có phân bò khô, ta cứ thế ta đi. Thế thì các bạn thì ta lại ở đây đấy, thì để vào đây lại tiếp tục đi. Đấy, thì ở đây người ta câu cá vẫn chiều khoảng đây. Rồi, xe máy đây là chủ yếu của những người đi câu cá, người ta ngồi hết dưới này. Thấy chiều chiều thì cũng nhiều người câu. Các bạn thân mến, thì tối hôm qua nhặt một cái bì phân bò, thì bây giờ tôi sẽ cho vào cái cà chua. Thì các bạn thấy thì cà chua là cũng đã có quả. Thì bây giờ tôi cho phân đây và tôi đóng cái dàn. Còn đây là cái địa nan thì tôi trồng nhưng mà nó khô, nó cháy hết rồi. Còn đây các bạn thấy rau củ tôi đây, đấy củ cũng đã to này. Như bên này chưa tỉa, bây giờ tôi tỉa một ít là chưa nấu. Còn những cái này thì khi đã tỉa rồi củ nó lên rất to này các bạn. Đấy, thấy chưa? Rau này. Đấy thì các bạn, thì bây giờ tôi sẽ cho phân bò vào đây.
bạn. Còn bây giờ thì cơ bản cái dàn thôi, còn mình sẽ bổ sung. Còn bây giờ thì lại tỉa rau đây để ăn thôi. Đấy, các bạn thấy rau của tôi thì cũng rất tốt. Thì mùa này thì tưới đều là rất tốt. Khi nữa nên nó có độ giữ độ ẩm. Cái gì mình làm thì mình quý. Thôi thì tôi cũng làm cái video là về cái mấy đống rau đấy, cà chua tôi đã đóng dàn đấy, và đây rau củ bên kia lại mới quải cái hạt mới. Ở đây cứ làm một rổ này đã để sẽ quýt đấy bạn. Thì các bạn thì lại mới quải, nó lại mới lên đây. Như này này tôi vừa ít thì còn cái này ra hoa này. Còn đây vãi rất ít. Đấy thì bạn nào cảm thấy có ý nghĩa thì các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ để ủng hộ kênh. Video tôi làm đây kết thúc, và xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Mong các bạn đăng ký để xem các video tiếp theo.